Chữ S là specific, tức là gì ạ? Nó phải cụ thể. Chữ M là measurable, tức là có thể đo lường được. Đấy, chữ A là attainable, đấy, tức là có thể đạt được. Đấy, chữ R là relevant, tức là nó liên quan đến cái mục tiêu lớn của chúng ta. Và chữ T là time based, tức là có thời gian cụ thể. Nó phải có thời gian. Bây giờ đặt mục tiêu mà không có thời gian thì là gì ạ? Đấy là mơ ước thôi. Ví dụ mình đặt mục tiêu là trong vòng 20 ngày là mình phải đạt được cái mục tiêu đó. Đấy. Hoặc là đến deadline, đến kết thúc là ngày bao nhiêu? Ngày 30 tháng 12 là mình phải đạt mục tiêu đấy. Đấy, được không? À, thì thông thường ấy, nếu mà ngày 30 tháng 12 là deadline thì trong đầu mình phải ghi vào một con số khác. Con số nó có thể là gì ạ? Là 25 tháng 12 là mình phải hoàn thành. Tại sao mình phải phải đặt một cái mục tiêu mà gì ạ? Nó khó hơn như vậy? Bởi vì khi nào mà trong đầu mình ấy nó có cái khoảng thời gian nó ngắn ấy thì nó mới kích hoạt được cái gì ạ? Cái năng lượng của mình. Còn nếu mà mình thấy là còn tháng nữa cơ mà còn thoải mái, thế thì làm sao ạ? Thế mình cứ là gì ạ? Từ từ đến lúc sát nút bắt đầu mình chạy cong đít lên mình chạy. Đó. Cho nên mình phải đặt mục tiêu nó ngắn hơn. Mục tiêu ngắn đó, để chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc kích hoạt cái khả năng của mình. Như vậy là anh chị em đã nắm được cái việc mà đặt mục tiêu SMART rồi, thì chúng ta sẽ cho mình một cái mục tiêu. Đó. Mục tiêu của mình nó phải cụ thể, nó phải rõ ràng, nó phải đo lường được, có thể đạt được, liên quan đến mục tiêu lớn và có thời gian cụ thể, đúng không ạ? Ok, nếu như mà chị Tuyết muốn cán đích vào ngày 31 thì mình phải đặt mục tiêu là mình phải hoàn thành tất cả những thứ này trước ngày 25 tháng 12. Tất cả những cái mục tiêu của mình phải đặt mục tiêu 25 thì đến hạn 31 mình mới đạt được. Đấy. Chứ còn mình đặt 31 là thông thường là mình sẽ nó sẽ đến ngày 31 bắt đầu mình chạy gọi là cong đít lên là không không hoàn thành được đâu. Cho nên là mình phải đặt sớm hơn. Trong cái trường hợp mà mình chưa hoàn thành thì mình gì ạ? Mình còn có một cái khoảng thời gian dự phòng để mà mình có thể hoàn thành tiếp, đúng không ạ? Còn nếu như mà mình đặt sát quá đến lúc đấy mình không hoàn thành được thì mình lại gì ạ? Mình lại bỏ cuộc. À. Đúng rồi, mình gắn vào trong cái đầu mình một cái mốc khác để mà mình phải hoàn thành trước cái mốc đấy. Và nếu mà mình hoàn thành sớm thì nó điều đấy làm sao ạ? Nó càng tốt, chả hại cái gì cả, nó càng tốt thôi. Có phải không ạ? Ok, thì anh chị em đã nắm được cái mục tiêu SMART chưa ạ? Ví dụ như này nhé. Ví dụ như là một số anh chị em trong cái tháng này sẽ đặt mục tiêu là kiếm 50 triệu một tháng, 50 đến 60 triệu một tháng, đúng không ạ? Mình cứ kiếm là 50 triệu một tháng đi. Bao nhiêu anh chị em trong tháng này sẽ đặt mục tiêu là kiếm trên 50 triệu một tháng, từ 50 triệu một tháng trở lên thì comment xuống số 50 giúp Huy, đúng không ạ? Nếu anh chị em đặt mục tiêu từ 50 triệu trở lên thì comment xuống giúp Huy. Mục tiêu đầu tiên chúng ta cần phải chinh phục đó là mục tiêu tài chính anh chị em nhé. Chúng ta ở đây đều là những người kinh doanh, ở đây ai không kinh doanh thì vui lòng out khỏi phòng Zoom ngay lập tức giúp Huy ạ. Ở đây chỉ dành cho những người học kinh doanh, làm kinh doanh thôi. Những anh chị em nào không kinh doanh thì không tham gia phòng Zoom này nữa. Được không ạ? Không phải 50k, 50k là 50.000 đô ấy. 50 triệu, đúng rồi, 50. 50 là được rồi, lại cứ thêm thắt vào. 50k là 50.000 đô hay 50.000 Việt Nam đồng. 50 thôi, chỉ cần thử 50 thôi. Đấy, có người 51 đấy. Được rồi. Nếu anh chị em nào có một con số khác lớn hơn cái con số của mình ấy thì viết xuống. Đấy. Con số 30 cũng được, 70 cũng được, 100 cũng được, 200, 500 cũng được, tùy. Anh chị em viết xuống cái con số của mình. Viết xuống cái con số của mình. Mục tiêu đầu tiên chúng ta cần chinh phục đó là mục tiêu tài chính. Mục tiêu tài chính là mục tiêu quan trọng nhất và mục tiêu đầu tiên mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải chinh phục. Các mục tiêu khác sẽ được chinh phục sau khi mục tiêu tài chính đã được chinh phục. 100 sau một năm giờ mình đang đặt mục tiêu ngắn là mục tiêu tháng ấy, mục tiêu tháng 12 đi. Đúng không ạ? Giờ mục tiêu đặt mục tiêu năm rồi.
Cũng được, mục tiêu năm cũng được, nhưng mà bây giờ mình đặt mục tiêu tháng này cho nó máu. Rồi, rất nhiều các con số đã được viết xuống. Rồi. Chúng ta nhớ này, nó phải liên quan đến cái mục tiêu lớn của chúng ta và nó phải có thể đạt được. Nhưng mà nó phải vượt qua cái tầm khả năng của chúng ta. Tức là khả năng của chúng ta có thể dễ dàng đạt được cái con số là 20 triệu thì chúng ta phải đặt lên là gì ạ? Là 40 triệu để làm gì ạ? Để chúng ta có cảm hứng để làm việc. Right. Cho nên cái bước đầu tiên, bây giờ mới bắt đầu vào bài giảng này. Cái bước đầu tiên đó là xác định rõ ràng mục tiêu của mình. Bước đầu tiên và xác định rõ ràng mục tiêu của mình. Đúng không ạ? Thiết lập mục tiêu SMART. Rồi, chúng ta vừa vừa đi qua cái mục tiêu SMART rồi. Nhưng cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải hiểu rõ lý do tại sao chúng ta muốn mục tiêu đó. Chúng ta muốn mục tiêu đó vì lý do gì? Khi mà cái con số đó mà chúng ta viết lên ấy, nó có làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn không? Viết cái con số đấy lên nó làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng không? Nếu mà chúng ta đạt được cái con số đó, đạt được cái có số tiền đó vào cái ngày đó thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta có thể cảm thấy sướng không? Chúng ta sẽ mua cái gì với cái số tiền đó? Chúng ta sẽ giúp được ai với cái số tiền đó? Chúng ta sẽ trả được bao nhiêu khoản nợ với số tiền đó? Chúng ta sẽ chứng minh với người khác cái điều gì nếu mà chúng ta đạt được cái số tiền đó hay là chúng ta đạt được mục tiêu đó? Được không ạ? Phải ghi xuống tất cả cái điều này. Không chỉ là nghĩ ở trong đầu mình mà ghi xuống những cái thứ mà chúng ta sẽ làm nếu mà chúng ta đạt được mục tiêu. Bước này cực kỳ quan trọng, không có bước này tất cả các bước sau vứt đi hết, cho nên anh chị em không làm bước này thì các bước sau không cần phải học nữa. Ok không ạ? Nếu không làm bước này các bước sau không có ý nghĩa gì hết. Các bước sau sẽ không có ý nghĩa gì nếu mà bước này mình không hoàn thành. Bao nhiêu anh chị em sẽ gì ạ? Sẽ nghiêm túc hoàn thành cái bước số 1 này, đó là gì ạ? Xác định mục tiêu một cách rõ ràng, đồng thời là xác định rõ lý do tại sao mình phải đạt được mục tiêu này. Mình phải nhá, chứ không phải mình muốn. Mình muốn đạt mục tiêu thì yếu lắm. Mình cần đạt mục tiêu, mình phải đạt mục tiêu, mình chắc chắn mình đã đạt mục tiêu và mình coi như mình đã đạt mục tiêu đó rồi. Được chưa ạ? Để mình viết ra cho mình một cái cam kết, đó là gì ạ? Tôi đã đạt được mục tiêu đó vào ngày 25 tháng 12, được không ạ? Tức là mình viết ra cái cam kết của mình ấy. Ví dụ cam kết của mình là kiếm được 50 triệu thì nó là gì ạ? Tôi đã kiếm được 50 triệu một tháng. Tôi đã kiếm được 50 triệu từ bây giờ đến ngày 25 tháng 12, và mình viết cái cam kết của mình và đọc nó lên, được không ạ? Rồi mình chứng tỏ điều gì ạ? Chứng minh với người khác điều gì ạ? Chứng minh với người khác là mình có thể thành công, mình đã thành công và mình đã chọn một cái con đường đi đúng, mình không cần phải là gì ạ? Không cần phải lựa chọn lại, không cần phải 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 giải thích. Nếu như mình có tiền thì mình không cần giải thích, mình kiếm được tiền thì mình không cần giải thích, đúng không ạ? Mình cứ show tiền ra cho họ xem, thế là gì ạ? Thế là xong. Nếu như mà ai đó hiện nay đang có nợ, có ai ở đây đang bị nợ giống Huy đang bị nợ mà mình cần tiền mình trả nợ, đấy, giảm bớt nợ hoặc trả hết nợ, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta viết xuống lý do mà chúng ta phải hoàn thành. Bởi vì sao? Bởi vì mình có trách nhiệm với khoản nợ của mình. Mình vay là mình phải trả, đó là gì ạ? Đó là cái sự uy tín, đó là gì ạ? Cái thương hiệu của mình. Thì mình không thể nào mình thờ ơ với khoản nợ của mình được. Mình có thể quên nhưng cái thằng mà nó cho mình nợ ấy không bao giờ nó quên đâu anh chị em nhé. Mình đừng nghĩ là nó không hỏi mình là nó quên đâu. Mình cứ thử đi cho người khác vay xem mình có quên được không, đúng không ạ? Mình đi vay thì mình cứ tìm cứ cố gắng làm sao cho nó quên, nhưng mà thực tế là nó không quên đâu. Cho nên là gì ạ? Sớm hay muộn mình cũng phải trả, mình trả sớm thì nó vui hơn. Rồi khi mà mình đạt được cái số tiền này thì mình sẽ mua cho mình cái gì? Một cái điện thoại mới, một cái xe mới, một cái áo mới, một cái đồ gì đó mà mình khát khao mình muốn mua, đúng không ạ? Một cái máy tính mới,
một cái công cụ nào đó làm việc mới đó, thì mình sẽ mua cho mình cái thứ gì, xác định luôn cái thứ mà mình muốn mua nếu mà mình đạt mục tiêu. Nếu mà mình đạt được mục tiêu này thì mình sẽ thưởng cho mình cái gì, được không ạ? Viết xuống nha, mình phải viết xuống. Rồi, nếu mà mình đạt được cái phần này, cái mục tiêu này, cái số tiền này thì mình sẽ giúp đỡ những ai? À, mình sẽ cho con mình cái gì, cho vợ mình cái gì, cho chồng mình cái gì, cho bố mẹ mình cái gì, đúng không ạ? Cho họ đi chơi ở đâu, cho họ mua cho họ cái gì, đóng học phí cho con, mua sữa cho con, trả cho con những cái gì đó, thì cái đấy thì mình phải ghi xuống. Được không ạ? Viết xuống các cái gì ạ? Các cái lý do của mình. Bao nhiêu anh chị em đã viết xuống được cái mục tiêu, cái các lý do của mình rồi ạ? Vì dành thời gian cho anh chị em viết xuống những cái mục tiêu và cái lý do của mình. Đúng không ạ? Và chúng ta làm một cái việc này thôi. Đó là gì ạ? Viết xuống những cái mẩu giấy nhỏ nhỏ này. Mình đặt xuống những cái mẩu giấy ấy. Mình cắt một cái tờ giấy A4 này, hoặc là mình xé một cái tờ giấy ra, bây giờ mình chia nó thành cái mẩu giấy nhỏ, rồi sau đó là mỗi một mẩu giấy ấy, mình viết xuống một cái lý do tại sao mình cần phải hoàn thành cái mục tiêu này nha. Ít nhất chúng ta phải ghi xuống được 5 cái mục tiêu, đúng rồi, chúng ta phải ghi xuống được 5 mục tiêu, được không ạ? Anh chị em làm luôn việc này nha. Việc này là quan trọng nhất, không có việc này các bước sau vứt đi hết. Đấy, báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ người khó khăn hơn cho mình. Thế mình cụ thể luôn, đấy là mình báo hiếu bố mẹ như thế nào. Mình sẽ cho bố mẹ bao nhiêu tiền nếu như mà mình kiếm được số tiền mà mình mong muốn. Số tiền cái mục tiêu của mình ấy. Mà nếu mà mình đạt được mục tiêu của mình thì mình sẽ làm việc gì? Cái này nhá, là chúng ta gì ạ? Chúng ta cụ thể là tháng 12, sau đó chúng ta đặt mục tiêu là gì ạ? Là 3 tháng, là 6 tháng, là 1 năm, là 2 năm, là 5 năm, thì chúng ta viết xuống những cái việc mà chúng ta sẽ làm nếu mà chúng ta đạt mục tiêu, được không ạ? Đấy. Nhưng mà cụ thể thì chúng ta làm cái mục tiêu ngắn. Đó, để mà chúng ta có thể đạt được nó một cách dễ dàng. Kiếm tiền trả nợ thì nếu mà kiếm được từng ấy tiền thì mình sẽ bao nhiêu, sẽ trả bao nhiêu tiền nợ và mình giữ lại bao nhiêu tiền làm việc gì, cái số tiền mà mình kiếm được ấy thì mình phân bổ ra mình sẽ làm việc gì thì mình sẽ cho bố mẹ, việc gì mình sẽ cho bản thân mình, việc gì mình sẽ trả nợ, việc gì mình sẽ mua sắm cái này cái kia, thì mình viết xuống cụ thể như vậy, coi như là mình đã đạt được rồi, coi như mình đã đạt được nó rồi đi, được không ạ? Và viết xuống cái mục tiêu, cái lý do của mình vào các cái mẩu giấy khác nhau, sau đó gấp nó vào, cho nó vào một cái túi thật là đẹp, gọi là túi cẩm nang. Khi nào mà chúng ta gặp khó khăn, khi mà chúng ta trong cái quá trình chúng ta hành động mà chúng ta để chúng ta đạt được mục tiêu đó, thì chắc chắn 100% anh chị em sẽ gặp khó khăn, cho nên khó khăn là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà gì ạ, khi mà gặp khó khăn mà chúng ta bị nản chí ấy, thì chúng ta gì ạ, nhúc bốc một cái gì ạ, một cái túi bất kỳ, mình bốc lên, mình cầm lên, mình đọc, mình bảo à, đây là lý do mình đã bắt đầu, đúng không ạ? Và bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta định từ bỏ cái mục tiêu của mình, thì hãy nhớ lại cái lý do mà chúng ta đã bắt đầu, được không ạ? Anh chị em có làm cái việc này không ạ? Bao nhiêu anh chị em cam kết là làm cái việc này giúp Huy ạ? Thì chúng ta gì ạ? Hãy comment xuống là số gì ạ? Số 6 giúp Huy, đúng không ạ? Ai cam kết là mình sẽ làm việc này, bởi vì rất nhiều người học nhưng mà không làm, cho nên nó không có hiệu quả, nó không có một cái gọi là thành quả nào cả. Nếu mà chúng ta cứ học 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 mà chúng ta không làm theo những thứ mà chúng ta học, chúng ta không cần phải tin, không cần phải biết là nó đúng hay không đúng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta làm thì chúng ta sẽ có kết quả, còn chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không có gì hết, chúng ta chỉ nghĩ ở trong đầu thì không bao giờ có gì hết. Cho nên cái bước này là bước quan trọng nhất cả cái ngày hôm nay, chúng ta chỉ cần làm xong cái bước này thôi là chúng ta đã thành công rồi. Không cần biết các bước sau là chúng ta vẫn có thể thành công nếu mà chúng ta làm xong cái bước này.
cái bước này nó chiếm đến 80% thành công anh chị em ạ. Xác định rõ lý do tại sao mình cần đạt cái mục tiêu đó, nó chiếm đến 80%. Cho nên anh chị em không làm thì sẽ không bao giờ đạt được những cái gì ạ, những cái mong muốn trong trong cái thành công của mình, trong cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Đấy, cho nên là Huy sẽ dành thời gian cho anh chị em viết xuống, cũng như là gì ạ, viết xuống những cái mẩu giấy, mình xé mẩu giấy ra nó nham nhở cũng được, không cần nó phải quá là thẳng, nó không phải hoàn hảo, nhưng quan trọng nhất cái nội dung bên trong của nó là gì, đúng không ạ? Viết xuống những cái mục tiêu của mình vào những cái mảnh giấy, sau đó nhét nó vào trong ví của mình, hoặc là đưa nó vào trong những cái túi, nếu mà không có túi thì nhét vào trong ví, nhét vào trong cái chỗ nào đó mà mình có thể nhìn được, trong cái túi sách của mình ấy, ai cũng có túi sách, nhét vào trong cái quyển sổ của mình ấy, mỗi một cái tờ ấy, mình đặt một cái chữ, cái giấy cẩm nang ở trong đó. Và mỗi lần khi mà chúng ta định bỏ cuộc, chúng ta thấy ui mệt quá, một ngày chúng ta làm 14 tiếng đồng hồ mệt quá, chúng ta muốn bỏ cuộc, thì chúng ta hãy dở một trong những cái tờ giấy cẩm nang đấy ra chúng ta xem, được không ạ? Ok, thế thì Huy dành cho anh chị em 3 phút, không nói gì hết, 3 phút để gì ạ? Để viết xuống mục tiêu của mình, được không ạ? 3 phút dành cho 446 anh chị em. Không làm thì sẽ không có, làm thì sẽ có. Huy tin rằng tất cả cô bác anh chị em chúng ta ở đây đều là những người khao khát thành công, đều mong muốn thành công. Cho nên là hãy viết xuống, hãy nghiêm túc viết xuống. Bởi vì Huy biết rất nhiều người không viết, rất nhiều người không viết xuống cái mục tiêu của mình, cho nên họ không đạt được. Vì mình không viết xuống cho mình không đạt được. Nên ngày hôm nay Huy yêu cầu anh chị em viết xuống, được không ạ? Nếu mà ai đã viết xong được cái mục tiêu của mình thì hãy comment lên trên cái phần chat, đó là gì ạ? Đã xong. Không phải viết xuống mục tiêu SMART mà mình phải đặt trước đấy rồi. Mà viết xuống 5 cái lý do mà mình phải thực hiện bằng được cái mục tiêu đó. Rồi, tuyệt vời, chị Thanh Nga đã xong rồi. Ai mà đã viết xong 5 cái lý do mà mình phải, chứ không phải là mình muốn nè, mình sẽ đạt thành cái kết quả đấy, mà mình phải đạt được mục tiêu đấy, thì mình viết xuống 5 cái lý do. Đấy, có thể là mình chưa xé giấy, mình chưa viết xuống cũng được, nhưng mà phải viết xuống giấy. Phải viết xuống giấy hoặc viết vào điện thoại cũng được. Nhưng mà sau đó mình phải viết ra 5 cái tờ giấy, 5 cái mẩu giấy. Mà thực tế là có những người ấy, bảo làm 5 cái họ làm luôn 10 cái. Có tốt không ạ? Ở càng tốt. Nhưng mà ít nhất là 5 cái. Cái việc này mà không làm được thì thôi đừng nghe phần sau nữa, bởi phần sau không có tác dụng gì đâu. Anh chị em nào mà chưa làm xong thì tốt nhất là tắt Zoom đi, làm xong thì vào Zoom tiếp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì phần này nó chiếm 80% rồi, phần này không làm thì các phần sau chẳng có ý nghĩa gì cả. Phần sau mỗi một phần nó chỉ chiếm có 5% thôi. Cho nên là gì ạ? Cái phần sau không còn ý nghĩa nếu mà phần này anh chị em không làm. Mua đất và nhà đẹp ở Hà Nội. Mục tiêu không rõ ràng. Mua được đất và nhà đẹp ở Hà Nội không phải mục tiêu rõ ràng. Cả cả những cái việc mà mình làm để gì ạ, để mà những cái lý do ấy nó cũng phải cụ thể, lý do để đạt được mình đạt được mục tiêu này nó cũng phải cụ thể, mình sẽ làm gì nếu như mình đạt được cái mục tiêu này, thì đấy chính là lý do, đúng không ạ? Mình sẽ làm gì, tức là như này, mình đạt được mục tiêu đấy rồi, coi như mình múc, mình di chuyển đến cái thời điểm, mình di chuyển thời gian ấy, mình có khả năng kéo cái thời gian tương lai về hiện tại, coi như là hiện tại mình đã đạt được mục tiêu rồi, thì mình sẽ làm gì, hình dung tưởng tượng ra những thứ mình đã làm nếu mà mình đạt được cái mục tiêu đó, có phải không ạ? Ok, tại sao năm lại cuối cùng chỉ bốc ra một,
Bởi vì sao ạ? Bởi vì lâu lâu mình lại bốc ra một cái mới, mình bốc ngẫu nhiên ra một cái thôi. Bây giờ mình bốc ra mình xem hết, xong cuối cùng đến lúc sau gặp khó khăn mình chẳng còn cái gì để bốc nữa thì mình hết hết game để mình chơi, hết trò để mình chơi. Đúng ạ. Ok. Rồi, cảm ơn anh chị em. Đây là gì ạ? Đây là cái điều mà mình cần phải làm. Bởi vì nếu như mà chúng ta xa rời với mục tiêu của mình, xa rời với những lý do mà mình gì ạ? Mình thực sự mong muốn thì mình sẽ không còn động lực. Và Huy khẳng định với anh chị em chắc chắn 100%, nếu mà anh chị em trong cái quá trình thực hiện ước mơ của mình, thực hiện cái mục tiêu của mình, chắc chắn nó sẽ gặp những khó khăn. Và mỗi lần khi mà chúng ta gặp khó khăn ấy, chúng ta nhớ này, mỗi khi chúng ta định bỏ cuộc, anh chị em ghi xuống từ này. Anh chị em ghi xuống cái từ này. Mỗi khi chúng ta định bỏ cuộc, hãy nhớ đến lý do chúng ta bắt đầu. Mỗi khi chúng ta định bỏ cuộc thì hãy nhớ tới lý do mà chúng ta đã bắt đầu. Hay là chúng ta hãy quay trở lại cái đầu tiên, quay trở lại cái thời điểm đầu tiên khi chúng ta đặt đặt mục tiêu. Được ạ. Anh chị em viết xuống, mỗi khi chúng ta định bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do mà mình đã bắt đầu. Hãy nhớ tới lý do mà chúng mình đã bắt đầu. Ok. Nha. Thì ví dụ như này. Ví dụ như là chúng ta có những cái mục tiêu khác trong cuộc sống. Có những mục tiêu khác trong một cuộc sống. Ví dụ như là mục tiêu về tập thể dục, mục tiêu về học tập, mục tiêu về lập gia đình. Trong lúc mà mình làm cái việc mà xây dựng một cái gia đình hạnh phúc mà chúng ta cảm thấy nó khó khăn quá, chúng ta định bỏ cuộc, thì chúng ta nhớ lại lý do tại sao chúng ta đã bắt đầu. Ok không ạ? Rồi. Như vậy là bước 1, xác định rõ cái mục tiêu của mình và xác định những cái lý do mà mình đã bắt đầu. Tiếp theo, bước số 2. Bước số 2 thì mình phải xác định cho mình cái kế hoạch mà mình cần làm để mình đạt được cái mục tiêu này. Tức là gì ạ? Tức là những cái công việc cụ thể mình cần làm là gì để đạt được mục tiêu. Đấy. Những việc mình cần làm cụ thể để mình đạt mục tiêu là gì? Những con số cần chinh phục là gì? Ví dụ, để mà kiếm được 50 triệu một tháng thì chúng ta cần phải bán cho bao nhiêu khách hàng? Đúng không ạ? Chúng ta cần phải bán cái sản phẩm, bán cái ý tưởng, bán cái cơ hội kinh doanh, bán cái tầm nhìn của mình cho bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu người thân, người bạn bè, những cái người mà mình biết. Được không ạ? Tất cả những người đó mình nói gọi chung là những người khách. Thì chúng ta cần với con số là bao nhiêu người để chúng ta đạt được mục tiêu tài chính của mình. Ok không ạ? Có bao nhiêu người mình cần phải diện tác động đến. Như vậy là theo một cái tỷ lệ chuyển đổi là để có 12 khách hàng mua hàng thì chúng ta cần ít nhất, tức là với cái tỷ lệ chuyển đổi là 20%. Đúng không ạ? Thì ví dụ khoảng như vậy thì chúng ta cần chia sẻ, giới thiệu cái sản phẩm hay dịch vụ hay cơ hội của chúng ta đến cho 60 người. Đúng không ạ? 20% của 60 thì sẽ là 12. Như vậy là gì ạ? Nếu như mà mục tiêu của chúng ta là bán cho 12 người thì chúng ta cần tác động đến 60 người, tức là cần mở miệng chia sẻ, nói chuyện với cả 60 người. Và để có 60 người đồng ý gặp chúng ta để nghe chúng ta nói thì chúng ta phải mở miệng ra mời ít nhất là 120 người để đặt cuộc hẹn thành công. Khi mà chúng ta nói chuyện với 120 người thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là gì ạ? 50%. Cứ hai người nói chuyện thì có một người chúng ta đặt lịch hẹn thành công. Thì cái tỷ lệ mà chuyển đổi bao nhiêu ấy thì chúng ta phải đo lường để chúng ta gì ạ? Kiểm soát cái tỷ lệ chuyển đổi của mình. Đúng không ạ? Tỷ lệ chuyển đổi của mình bây giờ nó đang là 5% thì chúng ta phải nâng lên 50%, đúng không? Bằng các cái chiến lược khác nhau.
đúng không ạ, bằng các cái chiến lược khác nhau để mà chúng ta gì ạ, tối ưu hóa, đúng không ạ? Đấy, thế thì sao ạ, chúng ta có những cái con số để chúng ta chinh phục, à 12 người mua hàng, 60 người gì ạ nghe mình chia sẻ, 120 người là gì ạ, là khách hàng tiềm năng mà mình sẽ gì ạ, mình phải đưa xuống một cái danh sách 120 người để mình gì ạ, mình tiếp cận, mình nói chuyện. Đó là những con số cụ thể cần chinh phục để đạt được cái mốc là gì ạ, kiếm 50 triệu một tháng. Ok không ạ? Rồi, có những người gì ạ thì có tỷ lệ chuyển đổi khác nhau, có những người thì có mục tiêu khác nhau, cho nên con số là khác nhau anh chị em nhé. Nó tùy thuộc vào cái mục tiêu của mình, cái khát khao của mình, cộng với cả những cái con số mà mình đã đo lường trước đây về cái tỷ lệ chuyển đổi cũng như là gì ạ, về cái khả năng của mình. Ví dụ như là Huy biết có những người tỷ lệ chuyển đổi cực cao lên đến 80%. Đấy, nhưng mà số lượng này rất hiếm. Nhưng mà trung bình thì chúng ta đặt tỷ lệ chuyển đổi nó thấp hơn một chút thì nó an toàn hơn để mình tính toán cái con số nó chính xác. Ok không ạ? Rồi, xác định rõ những công việc mình cần làm để hoàn thành cái mục tiêu này. À, mình phải làm những việc gì? Ví dụ như này, mình liệt kê ra những cái việc mình cần phải làm. À, đầu tiên đó là gì ạ? Mình phải review lại cái kế hoạch mỗi một ngày. Mỗi ngày mình phải review, tức là mình phải xem lại cái mục tiêu cũng như cái kế hoạch mỗi ngày. Cái thứ hai đó là gì ạ? À, đó là chúng ta cần phải gì ạ? À, cần phải ví dụ như là chúng ta để mà có khách hàng thì chúng ta cần phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân. Về để xây dựng thương hiệu cá nhân thì mỗi ngày chúng ta phải đăng ít nhất là 2 đến 3 bài. Như vậy là chúng ta có con số tiếp theo đó là gì ạ? Đăng 3 bài một ngày lên trên các trên mạng xã hội. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là gì ạ? Là chúng ta dành bao nhiêu thời gian để trao đổi với những cái người khác. Ừ. Ví dụ như là một ngày chúng ta có 8 tiếng thì chúng ta sẽ dành là gì ạ? 3 tiếng đồng hồ để mà gì ạ? Để tương tác. Nhưng 3 tiếng đồng hồ này nó sẽ dành 1 tiếng buổi sáng, 1 tiếng buổi chiều, 1 tiếng buổi tối để mà gì ạ? Chỉ tương tác để chat 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 tương tác thôi. Đấy. Còn tất nhiên những lúc mà chúng ta tranh thủ rảnh, thời gian rảnh là chúng ta vào chúng ta tương tác trả lời thì đấy là cái dạng bình thường, nhưng mà chúng ta dành 1 tiếng đồng hồ chỉ để tương tác với người khác, để làm ấm làm nóng mỗi các mối quan hệ, để tìm hiểu cái nhu cầu để của họ, để giới thiệu cho họ một số những cái sơ bộ nhất về cái sản phẩm dịch vụ mà mình đang cung cấp, đúng không ạ? Đó, rồi tiếp theo nữa đó là gì ạ, sau khi mình đặt những cái cuộc hẹn thành công thì để mà có 12 người mua hàng trong vòng 1 tháng thì chúng ta cần gì ạ? À, chúng ta cần mỗi một bởi vì chúng ta phải nén thời gian lại, cho nên mỗi tuần chúng ta cần là gì ạ? Cần hoàn thành là từ 3 đến 4 người. Đấy. Mỗi tuần là chúng ta phải bán được từ 3 đến 4 người mà nhân 5 lên, theo tỷ lệ chuyển đổi nhân 5 lên. Ví dụ chúng ta cần cần bán cái cơ hội này, bán cái sản phẩm này, bán cái dịch vụ này cho 5 người, cho 3 người một tuần thì chúng ta cần 15 người gì ạ? Nghe cái cơ hội kinh doanh của chúng ta hay là nghe cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Đấy, bán sản phẩm, bán dịch vụ, bán cơ hội, bán tầm nhìn, bán niềm tin, đúng không ạ? Đấy là những thứ mà chúng ta gì ạ? À, chúng ta xây dựng để chúng ta bán những thứ đó. Thế thì để mà chúng ta có 3 người thì chúng ta phải đặt lịch hẹn thành công và giới thiệu nó cho bao nhiêu? 15 người. 15 người một tuần, như vậy một ngày chúng ta chia ra là khoảng 2 người một ngày, đều đặn như vậy. Nếu mà ngày hôm nay mà không được 2 người thì ngày sau chúng ta phải cộng dồn, mà cộng dồn cộng dồn cộng dồn tiếp, đúng không ạ? Cho nên để mà chúng ta không bị cộng dồn thì những ngày đầu ấy là chúng ta làm nhiều hơn, thay vì chúng ta làm 2 người một ngày thì chúng ta phải làm bao nhiêu, 4 người một ngày. Đấy. Thế thì cho nó gì ạ, cho nó yên tâm, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta xác định cái thứ tự ưu tiên của các công việc của mình. Mình làm việc gì trước, làm việc gì sau, cái gì ưu tiên hơn. Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta không xác định được thứ tự ưu tiên ấy, thì chúng ta sẽ không biết làm việc gì trước, làm việc gì sau. Và chúng ta sẽ bị rối. Đúng không ạ? Chúng ta cần biết là cái việc gì quan trọng nhất. Ví dụ, chúng ta đang cần các cái sale thì chúng ta tập trung vào khách hàng hay là khách mời. Tất cả những khi nào mà khách hàng xuất hiện thì chúng ta phải tập trung toàn bộ vào khách hàng. Khi nào mà không có khách hàng, tức là không có những cái người mà đang đang cần phải giới thiệu thì chúng ta bắt đầu làm công việc khác. Những công việc khác thì chúng ta cũng xác định cái thứ tự ưu tiên, đánh số từ 1 đến 10 những cái 10 công việc mà chúng ta phải làm được hàng ngày. Đúng không ạ?
và đưa nó vào trong cái khoảng thời gian để mình biết là à đến khoảng này thì mình làm gì, đến khoảng này thì mình cần phải gì ạ, cần phải học tập đấy. Mình biết là muốn thành công thì mình phải học, mặc dù là học nó không ra tiền nhưng mà nhờ học thì nó mới gì ạ, mới nó mới có những cái công việc mà mình mới tối đa hóa được cái hiệu quả công việc của mình, đúng không ạ? Còn nếu mà mình không học, mình cứ làm mà mình không có một cái kiến thức ấy, thì mình sẽ đi vào ngõ cụt, thậm chí là gì ạ? Xuống âm, tức là làm bao nhiêu mất bấy nhiêu. Đấy. Và mình xác định cái khoảng thời gian cụ thể cho từng công việc. Đấy, thì Huy thường hay kẻ một cái bảng, sau đó đặt những cái khoảng thời gian là từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Là khi khoảng thời gian nào thì làm gì, khi nào thì làm gì. Những cái công việc quan trọng thì mình gắn vào đó trước. Ví dụ công việc về học tập, cái công việc về liên quan đến giới thiệu cho khách này. Đấy, đấy là những cái công việc gì ạ? Đấy là công việc mà mình sẽ phải làm hàng ngày. Và mình đặt cái thứ tự ưu tiên, mình làm trước. Những cái việc lớn mình làm trước. Những cái việc nhỏ thì mình sẽ ken vào những khoảng thời gian trống của mình, đúng không ạ? Đó, cho nên là đặt cái mục tiêu và cho những cái khoảng thời gian cụ thể. Ok không ạ? Ừ, như vậy là anh chị em cũng nắm được cái kế hoạch làm việc rồi, đúng không ạ? Một cái mục tiêu mà thiếu kế hoạch nó chỉ là ước mơ thôi. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo. Bước 3. Khiến cho cái mục tiêu này nó hiện diện xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Khiến cho mục tiêu này nó sống động, nó hiện diện xung quanh chúng ta. Viết xuống, in ra, dán xung quanh nhà, dán khắp nơi cái mục tiêu của mình. 50 triệu một tháng là mục tiêu cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Và chúng ta dán nó xung quanh, đưa nó vào trong điện thoại, dán nó vào trên màn hình máy tính, nó dán vào trên gì ạ, trong cái phòng ngủ của mình, dán vào nó vào gì ạ, phòng làm việc của mình, dán nó vào gì ạ, vào túi sách của mình, bất kể chỗ nào mà mình nhìn thấy hàng ngày thì mình sao ạ, dán nó vào, nói với những người xung quanh, bạn bè, người thân, đồng nghiệp của mình về cái mục tiêu mà mình đang gì ạ, đang hướng tới. Cái việc này cực kỳ quan trọng anh chị em nhé. Nhiều người đặt mục tiêu nhưng mà để trong đầu không dám nói ra, sợ người ta gì ạ, sợ người ta biết. Nếu mà gì ạ, người ta không biết ấy, thì nếu mà mình không đạt được thì không sao, nhưng mình mà gì ạ, nói cho người ta biết mà mình không đạt được, mình cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà thực tế là như này, khi mình nói ra ấy, thì khả năng đạt được mục tiêu đấy của mình là cao hơn. Cho nên nếu mà chúng ta quyết tâm, chúng ta sẵn sàng, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó, thì chúng ta gì ạ, nói ra cho mọi người, đúng không ạ? Đấy, khi chúng ta nói ra cho mọi người ấy, thì họ sẽ hỏi thế mục tiêu mình đạt đến đâu rồi, thì mỗi lần họ hỏi thế mình cảm thấy rất là đau đớn, rất là nhục. Nhưng chính vì cái sự nhục đấy nó làm cho mình có động lực để mình làm mạnh hơn, để mình vượt qua những cái rào cản, những khó khăn của mình, đúng không ạ? Đấy, nhắc đến cái mục tiêu của mình hàng ngày, mỗi ngày đều đọc cái sự cam kết của mình. Đấy, cái sự cam kết của mình ví dụ như là gì ạ? Tôi đạt 50 triệu sau đến ngày 25 tháng 12, tôi kiếm được 50 triệu đến ngày 25 tháng 12. Đúng không ạ? Tôi đã đạt được nha, tôi kiếm được nha, tôi chắc chắn nha. Đấy, chứ không phải là gì ạ? Tôi sẽ hay tôi cố gắng. Đừng dùng từ sẽ hay dùng từ cố gắng, mà tôi đạt được 50 triệu đến ngày 25 tháng 12. Ví dụ thế. Đấy là một cái mục tiêu. Hoặc là gì ạ? Tôi sẽ lên Sapphire đến 25 tháng 12. Đấy, tôi là Sapphire đến ngày 25 tháng 12. Đó. Thì đó là gì ạ? Đó là mục tiêu. Được không ạ? Đó là mục tiêu, và mình ghi âm cái mục tiêu này của mình vào, sau đó là mình phát nghe đi nghe lại để cái chế độ là tua ấy, chế độ mà lặp lại ấy, nó cứ phát hết, nó lại phát lại, phát đi phát lại, phát đi phát lại, phát đi phát lại, để mà làm gì ạ? Để nó là NLP ấy, tức là mình áp dụng NLP vào trong cái tiềm thức của mình ấy, gắn nó vào trong tiềm thức của mình để coi như là mình đã gì ạ, coi như là mình đã đạt được cái mục tiêu đó, và gì ạ, và mình dễ dàng đạt được mục tiêu đó. Thì khi đó thì các cái khó khăn trong cái cuộc sống, trong cái lúc mà mình hành động ấy, nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều, đúng không ạ? Mình coi như là mình đã đạt được điều đó rồi, coi như là mình đã có 50 triệu thì mình sẽ làm gì, đúng không ạ? Đấy. Đấy, mình cảm nhận được cái cảm xúc của mình nếu như mình đã đạt được 50 triệu đó. Ghi âm cái cam kết của mình phải nói cái cam kết lúc là mình năng lượng nhất, nói tôi cam kết, đúng không, tôi cam kết đạt được điều đó,
và tôi đã đạt điều đó, tôi làm được việc đó, tôi làm được, tôi chắc chắn đó. Thì ghi âm cái cam kết của mình vào, xong nghe lại, nghe đi nghe lại, hoặc là gì ạ, mỗi ngày nhắc đi nhắc lại cam kết của mình, đúng không ạ? Và biến cái mục tiêu đó thành một cái game để mình chinh phục, coi như là một cái game thôi. Đấy, bao nhiêu anh chị em mà thích chơi game ấy, đấy, thì mình biến nó thành cái game. Còn anh chị em nào không thích chơi game thì thôi. Nhưng mà thông thường ấy, những người thành công ấy là những người thích chơi game. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chơi game là một cái thứ để mình chinh phục, mình thích chinh phục, cho nên là mình mới chinh phục được. Còn mình không thích chinh phục thì mình chẳng có bao giờ chinh phục được cái gì cả, đúng không ạ? Đấy, mình biến nó thành cái game để mà mình chơi nó một cách rất là vui vẻ. Mình cái mục tiêu của mình nó phải vui, mình kiếm tiền nó phải vui, đúng không ạ? Mình kiếm tiền mà mình đau khổ thì nó không vui, nó không có động lực. Rồi nếu như mà mình đạt được mục tiêu thì cho mình một cái phần thưởng nào đó, ví dụ mua cho mình một cái gì đấy, đúng không ạ? Một cuốn sách, một cái đồ giặt gì đó mà chúng ta rất là mong muốn, mà chúng ta đã muốn từ rất lâu rồi mà chúng ta chưa được mua, đúng không ạ? Thì đó là gì ạ? Cho mình một cái phần thưởng nếu mà chúng ta đạt được mục tiêu. Chúng ta cũng có thể thêm một cái nữa, đó là gì ạ? Cho mình một cái hình phạt nếu mà chúng ta không đạt được mục tiêu. Nếu không đạt được mục tiêu thì mình sẽ bị phạt cái điều gì đó, và tự mình phạt mình, đúng không ạ? Đấy là cái cách để mà chúng ta biến nó thành một cái game rất là thú vị, và hãy coi như là cái game này nó dễ để mà chúng ta làm nó thật nhanh, chinh phục nó thật nhanh. Thay vì 1 tháng, chúng ta chinh phục nó trong vòng bao nhiêu ạ? 1 tuần, 2 tuần, đúng không ạ? Ok không? Chưa đạt mục tiêu thì chưa được thưởng. Chỉ khi nào đạt được mục tiêu thì mình mới được thưởng. Ok không ạ? Nha. Rồi. Bước số 4 này. Bước số 4 cực kỳ quan trọng mà rất nhiều người bỏ qua cái bước này, cho nên là gì ạ? Cho nên nó không 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 thành công. Bước số 4 đó là liên tục đo lường kết quả, các kết quả. Ngày hôm nay chúng ta mời được bao nhiêu khách? Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ được bao nhiêu người? Ngày hôm nay có bao nhiêu người mua hàng? Tất cả đó là những kết quả mà chúng ta cần phải đo lường. Không đo lường thì chúng ta sẽ không kiểm soát được. Không kiểm soát được, chúng ta không quản lý được. Không quản lý được thì chúng ta sẽ không lãnh đạo được. Và không lãnh đạo được thì chúng ta không có thành công. Được chưa? Và cách tốt nhất ấy là chúng ta tìm một người hỗ trợ mình trong cái việc kiểm tra mục tiêu của mình. Mình phải báo cáo cái mục tiêu này cho cái người giám sát, người hỗ trợ hay người mentor của mình. Tìm ra cái người mentor, những người sẽ giúp mình trong cái việc mà gì ạ? Coaching hay là mentor cho mình. Cái người mà coaching ấy không nhất thiết phải là cái người mà giỏi hơn mình, chỉ đơn giản họ chỉ làm mỗi việc thôi. Đó là hỏi mình: thế mục tiêu của anh hôm nay có hoàn thành không? Chẳng biết mục tiêu gì. Nhưng mà chỉ cần họ hỏi mình câu đấy mỗi ngày thôi. Và mỗi lần họ hỏi câu đấy là mình cảm thấy rất khó chịu, rất là nhục, thì điều đấy là tốt, đúng không ạ? Bởi vì áp lực sẽ tạo nên kim cương. Nếu mà chúng ta không có áp lực sẽ không tạo nên kim cương. Cho nên là nếu mà muốn thành công thì chúng ta phải chấp nhận cái việc mà không thoải mái đó. Chấp nhận cái việc không thoải mái đó, nhờ một người, thậm chí trả tiền cho họ để được gì ạ? Để họ hỏi mỗi câu thôi, mỗi ngày họ hỏi mỗi câu thôi. Đấy, kế hoạch của anh hôm nay như nào? Đấy. Hôm nay anh có hoàn thành mục tiêu của mình không? Hôm qua anh có hoàn thành mục tiêu của mình không? Mục tiêu của anh là như nào? Anh đạt được bao nhiêu người? Bán được cho bao nhiêu người? Mời bao nhiêu người? Bao nhiêu người thành công? Và mỗi lần mình làm cái việc đó nó đều không thoải mái, đúng không ạ? Mình muốn bỏ cuộc, mình thấy nhục, mình thấy áp lực. Nhưng mà áp lực mới tạo nên kim cương. Cái áp lực nho nhỏ này mà không làm được thì ngoài kia còn áp lực vô cùng, đúng không ạ? Thế mình phải rèn luyện mình sống ở dưới áp lực. Mình sống dưới áp lực càng lâu thì mình càng gì ạ? Càng mạnh, càng khỏe. Ừ. Mình thấy là những cái thứ mà mình làm nó rất là đơn giản, dễ dàng, đúng không ạ? Nhưng thực tế với người khác nó là cái điều gì đó vô cùng khó khăn. Mình nghĩ rằng nó dễ mà, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là rất khó khăn. Cho nên nếu mà anh chị em sống dưới áp lực thì đó là gì ạ? Đó là chúc mừng anh chị em, đó là cái điều mà giúp chúng ta phát triển. Chúng ta không biết là chúng ta đang phát triển, bởi vì sao ạ? Mỗi ngày để chúng ta đều nhận một chút cái áp lực. Cho nên áp lực là cái điều tốt. Áp lực là cần thiết.
đúng không ạ? Và mỗi ngày chúng ta báo cáo cái kết quả cho người hỗ trợ chính là cái việc mà chúng ta đã gì ạ? Báo cáo cho chính bản thân mình, và từ cái sự báo cáo đó thì chúng ta sẽ viết ra được cái gì ạ? Cái tỷ lệ chuyển đổi cũng như là các cái con số để mà chúng ta có thể tối ưu hóa. Ok không ạ? Thế thì đó là bốn cái bước để giúp chúng ta đạt được bất kể cái mục tiêu SMART nào mà chúng ta mong muốn. Nhớ là mục tiêu nó phải SMART, mục tiêu không SMART thì nó không phải là mục tiêu. Mục tiêu không SMART thì nó chỉ là một cái ước mơ thôi. Và ở đây mình nói rằng là gì ạ? Đây là bốn bước để giúp anh chị em đạt bất kể một mục tiêu SMART nào trong cuộc đời của mình. Nhớ là bất kể mục tiêu nào SMART trong cuộc đời của mình, áp dụng bốn cái bước này đều có thể thành công một cách rực rỡ. Nếu mà anh chị em áp dụng đúng, không bỏ bước nào. Còn anh chị em bỏ một bước thì không cam kết, không đảm bảo là sẽ đạt được mục tiêu. Và thông thường những người không đạt mục tiêu thường họ sẽ không làm một trong bốn bước này. Anh chị em thử comment xuống bao nhiêu anh chị em đã không đạ được mục tiêu của mình vì mình gì ạ? Mình không làm một trong bốn bước này, hoặc chưa biết một trong bốn bước này. Đấy, chưa biết bốn cái bước như này cho nên là mình không đạt được mục tiêu của mình. Thì comment xuống là tôi, đúng không ạ? Ai chưa biết hoặc biết mà không làm mà giúp khiến cho mình không đạt được mục tiêu trước đây của mình thì comment xuống là tôi, đúng không ạ? Rồi, ok. Thì bao nhiêu anh chị em thực sự mong muốn, khát khao mình đạt được mục tiêu của mình và mình sẽ cam kết làm đủ bốn cái bước này thì comment xuống là tôi cam kết, hoặc comment là cam kết. Đúng không ạ? Làm mà không đạt tức là gì ạ? Là chưa làm. Làm đủ bốn bước mà không đạt tức là chưa làm. Cứ nghĩ lại mà xem, cứ ngẫm lại để mà xem. Tất cả những việc mà mình làm mà nó hời hợt, nó không đến nơi đến chốn ấy, thì nó sẽ không đạt được mục tiêu. Cho nên là gì ạ? Cứ cứ ngẫm lại trong cái cuộc sống của mình trong quá khứ mà xem. Vì tin rằng 99% anh chị em không đạt được mục tiêu của mình bởi vì mình không rõ ràng về mục tiêu, bởi vì mình không có các cái hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Đúng không ạ? Và mình không có cái bước đo lường. Mình không biến nó thành một cái game, không biến nó thành một cái thứ gì đó mà nó làm cho mình hào hứng. Ok. Thì rất nhiều anh chị em đã cam kết là mình sẽ gì ạ? Mình sẽ hành động theo đúng bốn cái bước này cộng với cả cái mục tiêu SMART để mà gì ạ? Mình đạt được mục tiêu. Và chúng ta hãy đặt những cái mục tiêu ngắn phù hợp với mục tiêu dài. Mục tiêu dài nó mục tiêu 5 năm, 10 năm, mục tiêu 100 năm, mục tiêu cả đời. Đúng không ạ? Mục tiêu ngắn là mục tiêu là gì ạ? 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, mục tiêu 1 tuần, mục tiêu 1 ngày. Được chưa ạ? Mỗi ngày chúng ta cho mình một cái mục tiêu và chúng ta phải hoàn thành mục tiêu ngày thì chúng ta sẽ gì ạ? Mỗi ngày chúng ta hoàn thành mục tiêu ngày thì chúng ta sẽ có thể hoàn thành mục tiêu tuần. Nếu mà chúng ta hoàn thành mục tiêu 4 tuần thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu tháng. Hoàn thành mục tiêu 12 tháng thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu năm. Hoàn thành mục tiêu 10 năm thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu xa của mình. Ok không ạ? Để mà hoàn thành mục tiêu 10 năm thì đơn giản, đó là mục tiêu một ngày. Mỗi ngày chúng ta hoàn thành mục tiêu của mình. Dậy sớm 5 giờ sáng, đấy là một mục tiêu, hoàn thành mục tiêu của mình. Và chúng ta phải gì ạ? Ăn mừng mỗi khi chúng ta gì ạ? Đạt được cái mục tiêu, mỗi ngày chúng ta đạt được mục tiêu. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta tương tác với được là gì ạ? Với 15 người, chúng ta ăn mừng, yes, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu, đã tương tác với 15 người. Chúng ta mời được gì ạ? Mời được 5 người nghe cái phần gì ạ? Phần chia sẻ về dịch vụ và sản phẩm của chúng ta. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu. Nếu mà chúng ta hoàn thành mục tiêu là gì ạ? Là có những cái người đồng hành, ví dụ như là có những người mua hàng của chúng ta thì chúng ta đấy. Chúng ta gì ạ? Ăn mừng bằng cách nào đó, có bất kể cái cách nào đó mà chúng ta cảm thấy là gì ạ? Là chúng ta hứng khởi nhất, ăn mừng cách nào để cho nó hứng khởi nhất thì đấy là gì ạ? Đấy là cái cách để mà chúng ta gì ạ? Sinh khiến cho cái cơ thể chúng ta là gì ạ? Sinh ra cái hormone, nó gọi là hormone chiến thắng. Cái hormone chiến thắng đấy nó sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? Thích cái cảm giác chiến thắng, nghiện cái cảm giác chiến thắng, và chúng ta nghiện nó đến mức mà chúng ta phải phải làm để chúng ta tiếp tục có những cái chiến thắng lớn hơn để nó tiết ra cái hormone chiến thắng và nó làm cho chúng ta sung sướng. Ok bạn.
Rồi, đó là cái phần chia sẻ của Huy trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe. Và hy vọng là anh chị em chúng ta đã có một cái kiến thức, có một cái góc nhìn mới, hoặc có một cái kiến một cái cách đặt mục tiêu, hoặc là có một cái hướng đi để mà chúng ta dễ dàng hơn đặt được cái mục tiêu của mình. Và Huy nhắc đi nhắc lại với anh chị em như này này. Có rất nhiều người nghe nhưng mà không làm, học nhưng mà không làm. Cái số người mà không làm ấy chiếm đến 80%. Những người mà không làm chiếm 80%, đó là lý do tại sao họ cứ mãi mãi nghèo. Họ không giàu có, họ không thành công, bởi vì sao ạ? Họ học nhưng mà họ không hành. Họ biết mà họ không làm. Cho nên là gì ạ? Cho nên họ mãi nghèo. Rồi, cái tiếp theo nữa đó là gì ạ? Họ học, họ biết nhưng mà họ giữ cho riêng họ, họ không tiếp tục chia sẻ ra. Cho nên họ mãi nghèo. Nếu mà mình biết rồi ấy, là mình phải nói ra, mình chia sẻ cho đồng đội, cho người thân, cho bạn bè của mình. Những cái người mình gặp người nào phát, mình bảo này nhé, hôm nay tao vừa mới học được cái 4 bước là chinh phục mục tiêu của anh Huy nhé. Đấy, rồi là mục tiêu SMART mày biết chưa? Chưa biết đúng không? Vào đây tao chỉ cho. SMART là như này, như này, như này, như này nhá. Đấy, 4 bước này. Bước 1 này, đấy, phải rõ ràng mục tiêu này. Bước 2 này là phải gì ạ? Phải xác định các cái gì ạ? Các cái công việc mình cần phải làm này, kế hoạch để mà mình hoàn thành này. Bước 3 đó là gì ạ? Là biến cái mục tiêu này này nó hiện diện xung quanh mình này. Đấy, làm sao để mình lúc nào mình nhìn thấy nó này, để nó trên điện thoại này, tao còn dán nó trên trên trần nhà để mình mở mắt ra là mình nhìn thấy mục tiêu của mình này. Rất nhiều những thứ mình sáng tạo này, nói cho người khác này, đúng không ạ? Rồi bước 4 này, đo lường kiểm tra mục tiêu đó hàng ngày này, đúng không ạ? Đấy, thế là mình gì ạ? Mình chia sẻ cái kiến thức mình vừa mới nghe được cho người khác, đúng không ạ? Đấy. Và chỉ có 20% những người trong phòng Zoom ngày hôm nay sẽ thực hiện đầy đủ 4 bước này và chắc chắn họ sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Và 20% đó họ xứng đáng trở nên giàu có, xứng đáng trở nên thành công. Còn 80% những người khác sẽ không làm hoặc làm không đầy đủ thì sẽ không xứng đáng để đạt được mục tiêu. Đúng không ạ? Và bao nhiêu anh chị em tin rằng mình sẽ nằm trong số 20% những người làm đầy đủ những cái bước này và đạt được cái mục tiêu của mình? Bao nhiêu anh chị em tin vào bản thân mình sẽ làm đầy đủ bốn bốn cái bước này và mình thuộc 20% thì comment là tôi, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em tin rằng mình thuộc nhóm 20% những người gì ạ, là sẽ đạt được thành công đấy, và chắc chắn mình sẽ đạt thành công, thì comment xuống là tôi, đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng những anh chị em nằm trong số 20% và chia buồn cho những anh chị em còn lại. Đấy, không dám cam kết, không dám tin vào bản thân mình, không dám tin rằng mình sẽ làm được, không dám tin rằng những cái kiến thức này nó sẽ bổ ích, nó sẽ có hữu ích. Bởi vì mình nghi ngờ rằng là gì ạ? Mình làm chắc nó không được đâu. Đúng rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình có làm đâu mà được. 80% những người nghi ngờ họ sẽ không bao giờ đạt được điều gì. Cho nên là anh chị em cứ tiếp tục nghi ngờ đi, thì anh chị em sẽ tiếp tục không đạt được điều gì trong cuộc đời này. Cái điều này là cái điều tại sao Huy nói như vậy, bởi vì Huy chính là cái người như vậy. Trước đây Huy đã là người như vậy, cho nên Huy rất là hiểu hiểu rõ cái nỗi đau của anh chị. Đấy, cho nên là ngày hôm nay Huy xin chúc mừng anh chị em nào mà đã thuộc nhóm 20%, cam kết là mình sẽ làm và mình chắc chắn mình sẽ thành công, mình sẽ đạt được điều mình muốn. Và xin chia buồn cho những anh chị em nào vẫn chưa chưa thực sự thay đổi, chưa thực sự là gì ạ, là tin tưởng mà vẫn còn có quá nhiều cái nghi ngờ mà làm cho mình mất đi cái cơ hội. Ok nhá, thì không sao cả, chúng ta sẽ có những cái bài học tiếp theo để mà chúng ta hành động mạnh mẽ hơn. Và ngày hôm nay thì cũng Huy xin biết ơn tất cả các bác anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay, gần 500 anh chị em, để mà gì ạ, để mà lắng nghe cũng như là đón nhận những cái chia sẻ của Huy. Và nếu mà trong cái phần chia sẻ của Huy, nếu mà có chỗ nào đó mà khiến cho anh chị em cảm thấy không vui, có thể là gọi là có những cái nói mà anh chị em không vui, thì anh chị em bỏ qua cho Huy, bởi vì Huy thực sự là không có ý nói anh chị em, mà Huy nói những người ở ngoài kia, những người họ không học. Còn tất cả anh chị em đã tham gia buổi học Zoom 5 giờ sáng thì Huy tin rằng anh chị em hoàn toàn xứng đáng để đạt được cái mục tiêu của mình.
Đấy, và Huy tin tất cả những anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay thì đều là những con người vô cùng tuyệt vời và sẵn sàng bao dung tha thứ. Nếu như mà Huy có lỡ lời cái phần nào đó thì anh chị em hãy tha thứ bao dung giúp Huy, được không ạ? À, cảm ơn tất cả cô bác anh chị em. Rồi, xin nhường mic lại cho MC của chúng ta.